Nếu không có Bát Nhã Ba La Mật Đa Hộ Trì thì năm Ba La Mật Đa Bố Thí vân vân không được gọi là Ba La Mật Đa. Phải nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thì năm Ba La Mật Đa Bố Thí vân vân mới được gọi là Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, có loại hữu tình mặc dù có những thân thể với màu sắc khác nhau, nhưng đến gần với núi Chúa Diệu Cao Tu Di Sơn thì đều cùng một màu. Như vậy, năm Ba La Mật Đa trước mặc dù có những phẩm loại khác nhau, nhưng đều được Bát Nhã Ba La Mật Đa hộ trì. Tất cả đều nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tu hành được thành tựu. Tất cả đều nhập vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thể đưa ra những tên họ sai khác. Lại nữa, năm Ba La Mật Đa trước nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mới có thể chứng đắc trí nhất thiết trí, mới được gọi là đến bờ bên kia, cho nên sáu pháp Ba La Mật Đa đều đồng một vị, tánh không khác nhau, không thể đưa ra đây là bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì sáu Ba La Mật Đa đều có thể chứng đắc trí nhất thiết trí, đều đến bờ bên kia, tánh không khác nhau, do đó mà sáu pháp Ba La Mật Đa, bố thí vân vân không thể đưa ra tên họ khác nhau. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Ba La Mật Đa và tất cả pháp đúng với thật nghĩa thì đều không có sự khác nhau giữa đây kia hơn kém. Vậy sao nói Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với năm Ba La Mật Đa là tối, là thắng, là tôn quý, là vi diệu, là vô thượng? Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông đã nói. Nếu theo thật nghĩa Ba La Mật Đa và tất cả pháp đều không khác nhau giữa đây kia hơn kém, thì đây chỉ căn cứ vào sự tác dụng của thế tục mà nói có sự khác nhau giữa đây kia hơn kém và đưa ra có bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì muốn độ thoát các loài hữu tình nên nói về tác dụng của thế tục là sanh lão bệnh tử, nhưng sanh lão bệnh tử của các loài hữu tình đều chẳng thật có, chỉ là giả lập mà thôi. Vì sao? Vì hữu tình không biết các pháp đều vô sở hữu, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, thông đạt tất cả pháp, hoàn toàn vô sở hữu, nên có thể cứu vớt tác dụng thế tục, sanh lão bệnh tử của các hữu tình. Do đây nên nói đối với năm Ba La Mật Đa, thì Bát Nhã Ba La Mật Đa là rất tối thắng, tôn quý, vi diệu, vô thượng. Thiện hiện nên biết, ví như chuyển luân vương có nữ báu, đối với loài người thì nữ báu ấy rất tối thắng, tôn quý, vi diệu, vô thượng. Cũng vậy, đối với năm Ba La Mật Đa thì Bát Nhã Ba La Mật Đa rất tối thắng, tôn quý, vi diệu, vô thượng. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao Như Lai luôn khen nói đối với năm Ba La Mật Đa thì Bát Nhã Ba La Mật Đa rất tối thắng, tôn quý, vi diệu, vô thượng? Phật dạy: Thiện hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa này hộ trì tất cả pháp lành, hòa hợp nhập vào trí nhất thiết trí, an trụ bất động, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa có nắm lấy xả bỏ các pháp lành không? Phật dạy: Không, đối với tất cả pháp, Bát Nhã Ba La Mật Đa không nắm bắt, không xả bỏ. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp đều không, hoàn toàn không nắm bắt, không xả bỏ. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa không nắm bắt, không xả bỏ những pháp nào? Phật dạy: Thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa không nắm bắt, không xả bỏ sắc cho đến trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao Bát Nhã Ba La Mật Đa không nắm bắt, không xả bỏ sắc nói rộng cho đến trí nhất thiết trí? Phật dạy: Thiện hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa không tư duy về sắc nói rộng cho đến trí nhất thiết trí, cho nên không nắm bắt, không xả bỏ sắc nói rộng cho đến trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao Bát Nhã Ba La Mật Đa không tư duy về sắc nói rộng cho đến trí nhất thiết trí? Phật dạy: Thiện hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa này đối với sắc cho đến trí nhất thiết trí không tư duy tất cả tướng, cũng không tư duy về tất cả sở duyên, cho nên không tư duy về tất cả sắc nói rộng cho đến trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát không tư duy về sắc nói rộng cho đến trí nhất thiết trí thì làm sao tăng trưởng sự gieo căn lành? Nếu căn lành chẳng tăng trưởng thì làm sao viên mãn Ba La Mật Đa? Nếu không viên mãn Ba La Mật Đa thì làm sao chứng đắc trí nhất thiết trí?
Phật dạy, thiện hiện nếu Đại Bồ Tát không tư duy về sắc, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí, thì Đại Bồ Tát ấy có thể làm tăng trưởng sự gieo trồng căn lành. Vì căn lành đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn Ba La Mật Đa. Vì Ba La Mật Đa được viên mãn nên liền chứng đắc trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì các Đại Bồ Tát không tư duy về sắc, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí thì mới có thể tu đầy đủ các hạnh của Đại Bồ Tát và chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các Đại Bồ Tát không tư duy về sắc, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí mới có thể tu đầy đủ các hạnh của Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Phật dạy: Thiện hiện, các Đại Bồ Tát nếu tư duy sắc, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí thì có sở đắc. Vì có sở đắc nên bị vướng vào ba cõi, nếu vướng vào ba cõi thì không thể tu đầy đủ các hạnh của Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu Đại Bồ Tát không tư duy về sắc, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí thì không có sở đắc. Vì không có sở đắc nên không bị vướng vào ba cõi, vì không bị vướng vào ba cõi nên tu đầy đủ các hạnh của Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cho nên này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu đầy đủ các hạnh của Đại Bồ Tát và mau chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì phải siêng năng tinh tấn tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, không nên tư duy đắm nhiễm vào các pháp. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát muốn siêng năng tinh tấn tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu phải trụ vào đâu? Phật dạy: Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn siêng năng tinh tấn tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thì không nên trụ vào sắc, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì lý do gì mà các Đại Bồ Tát muốn siêng năng tinh tấn tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không nên trụ vào sắc, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí? Phật dạy: Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát siêng năng tinh tấn tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thì không nên chấp trước vào tất cả pháp, không nên trụ vào sắc, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy không thấy có pháp nào để chấp trước và để an trụ. Như vậy này thiện hiện, các Đại Bồ Tát lấy không nhiễm trước và không an trụ để làm phương tiện thì có thể siêng năng tinh tấn tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát nghĩ như vậy, không chấp trước, không an trụ mà siêng năng tinh tấn tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, thì đó là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu ta không chấp trước, không an trụ, siêng năng tinh tấn tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa, đó là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát ấy nếu nghĩ chấp tướng, tức xa đỉa Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu xa đỉa Bát Nhã Ba La Mật Đa là xa đỉa Bố Thí Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không chấp trước đối với tất cả pháp. Chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có sự chấp trước và tánh chấp trước? Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa hoàn toàn không có tự tánh để chấp trước các pháp. Cho nên này thiện hiện, các Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đối với tất cả pháp, và Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đều không chấp trước. Thiện hiện nên biết, khi Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu tưởng như vậy, đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa.